Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em Buzzi Ô Tô với những chiếc xe bán tải vừa yêu vừa rẻ. Vâng, thưa quý vị các bạn, hôm nay bên em Buzzi Ô Tô lại tiếp tục về cửa hàng một chiếc Ford Ranger bản Wildtrak. Vâng, một chiếc xe bản full kích, sản xuất năm 2016, đẹp xuất sắc từng cm, với cỗ máy dầu 3.2 siêu tiết kiệm nhiên liệu với động cơ turbo. Đây là một dòng xe phải nói là cực kỳ ấn tượng, gầm cao máy thoáng, lốp láp dày dặn. Và thưa quý vị các bạn, con này thì được độ thêm cả thùng full box của MGC. Vâng, một chiếc xe bản Wildtrak đẹp xuất sắc, màu sơn ghi xám, óng ánh, sóng sánh. Vâng, với nội thất bên trong là nỉ, đẹp nguyên bản với ghế da nỉ kết hợp rất nhiều chức năng hiện đại option trong màn hình sinh 3. Vâng, màn hình hệ thống điều khiển xe mà là hệ sinh 3. Con này thì sản xuất năm 2016 đời cuối. Vâng, và đây là một dòng xe bền, chắc, khỏe, là sử dụng được có mới hơn 4 năm thôi, nhưng mà chiếc xe này mới lăn bánh được 8 vạn nữa các bác nhá. 8 vạn zin theo xe luôn, biển số Hải Phòng 15C23761. Đây là một dòng xe bền chắc với hệ thống dẫn động hai cầu, máy dầu 3.2. Tuy là máy dầu 3.2 nhưng mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe này nó lại rất là ấn tượng luôn. Thưa quý vị các bạn, chỉ có rơi vào tầm khoảng 7 lít dầu trên 100 cây thôi. Tính ra quý vị các bạn mất khoảng 1.000 trên một cây số. Và đặc biệt là dòng xe này thì sử dụng hộp số 6 cấp tự động. Vâng, nên là rất là êm khi mà chuyển số sang số, rất là mượt mà. 4 quả lốp Dueler Britain thì thưa quý vị các bạn là cũng không phải là lốp zin, mà nó đã có quả mới, quả cũ rồi. Thì cái này tí nữa đi đến từng quả lốp thì em sẽ báo quý vị các bạn sau. Thế còn về sơn si của xe thì thưa quý vị các bạn là tỷ lệ sơn zin của con xe này theo đánh giá bên ngoài ngoại quan qua nhá, thì là con này tỷ lệ sơn zin khá là cao, lên đến 95%. Thế còn đương nhiên là các cái phần xì tốt xì tát xung quanh thì không nói rồi, chảy xước nhẹ nhàng không nói rồi. Cam kết cho quý vị các bạn, đây là một chiếc xe zin không đâm đụng, không ngập nước, máy số còn nguyên zin luôn. Nội ngoại thất đẹp, sạch sẽ, xịn sò, và đây là một chiếc xe không độ chế. Vâng, một chiếc xe nguyên bản từ hãng với đèn bi cầu projector mở sáng theo thời gian. Đặc biệt là con này thì vẫn sử dụng hệ đèn halogen ở bên trong thôi. Cảm biến phía trước cũng như cảm biến phía sau thì tương đối khá là nhiều. Một chiếc xe màu sơn ghi xám kết hợp màu sơn nâu cà phê đậm, rất là đẹp, sạch sẽ, xịn sò. Có một số vết chảy xước thì cái đấy đơn giản, không có vấn đề gì cả. Chỉ cái là cam kết cho quý vị các bạn là chắc chắn là không hề đâm đụng, không hề ngập nước. Phát hiện ra lỗi cho xe luôn. Vâng, một chiếc xe chỉ giá có 710 triệu đồng thôi là quý vị các bạn có ngay chiếc Ford Ranger Wildtrak 2016 này rồi. Rẻ hơn thị trường gần 50 triệu đồng so với các cửa hàng bán xe cùng loại luôn. Thưa quý vị các bạn, đây là một dòng xe máy cực kỳ siêu êm chất với nội thất hoàn hảo, gầm mệ sáng láng. Và con này thì gầm tương đối khá là cao, với tỷ lệ gầm 50 phân thì quý vị các bạn có thể lội nước khoảng tầm 70 phân, 80 phân ok. Máy dầu cổ hút gió rất là cao, thế nên là cũng yên tâm là khi mà lội nước thì cũng thoải mái luôn quý vị nhá. Đặc biệt là phần cản rất là kín luôn, nó kín nước luôn, thế nên là quý vị các bạn cũng không cần để ý những cái chỗ lội nước cao làm cái gì cả. Đặc biệt gầm hệ thống dẫn động hai cầu chủ động, nên là khi mà xe đi vượt mọi địa hình luôn đó các bác. Vâng, đồi núi dốc này, rồi các cái địa hình hiểm trở không phải để ý với cái dòng xe này. Một chiếc xe bán tải hai cầu và đã sử dụng nắp thùng nổi rồi. Đấy, rất là đẹp, đều, sạch sẽ, khỏe khoắn. Thưa quý vị các bạn, dòng xe Ford Ranger là một dòng xe bán tải với máy dầu, tiết kiệm nhiên liệu, bền, chắc chắn, khỏe. Và với cái tầm tiền bỏ ra, quý vị các bạn chỉ bỏ ra có 710 triệu đồng và có hỗ trợ là trả góp, thì đây là một chiếc xe khá là tốt cho quý vị các bạn luôn. Đấy, máy móc thì khá là ngon, gầm bệ chắc, nội ngoại thất đẹp. Rồi, ta đi loanh quanh vào chiếc xe một chút. Đầu tiên thì quý vị các bạn có thể nhìn đèn bi cầu projector này, rất là đẹp luôn. Là cũng đã sử dụng hệ thống hỗ trợ LED đa điểm trong bi cầu rồi, thế nên là cái độ tản sáng nó rất là cao, và đặc biệt là sáng trong đêm rất là tốt. Đấy, thế còn đèn định vị sáng ban ngày này, rồi đèn gầm này, đèn gầm đây các bác nhá. Vâng, cũng vẫn sử dụng công nghệ đèn bóng halogen thôi. Thế còn cản trước của xe thì không có vết chảy xước, và cảm biến phía trước của xe này các bác này rất là nhiều luôn, nên là các bác cứ yên tâm là cái việc khi mà các bác đi tiến đi lùi thì cũng không phải lo va chạm với cái dòng xe bán tải chiều dài kích thước lên 5m này. Đấy, quý vị các bạn nhìn cản này, đây có một số vết chảy xước nhỏ, cái này không đáng kể đâu các bác ạ. Vâng, không hề đáng kể một chút nào. Đèn bên này cũng thế ạ, và được phủ mờ đây một chút.
Ô cái này nó có một chút chút mà như kiểu là nhiệt đấy. Vâng, cái này không vấn đề gì, bình thường thôi. Đấy, nói chung là về nước sơn cản của xe thì khá là ngon, đều. Đấy, bầu đèn bóng mắt bóng rất là đẹp luôn. Và bầu bóng căng, không hề có lỗi lầm. Đấy, cản trước xe này, logo to vật vã luôn. Vâng, với tại Vũ Duy Auto thì giá bao giờ cũng mềm hơn thị trường rồi. Thế nên là các bác đến xem xe thì các bác cứ thoải mái trải nghiệm xe thôi. Vâng, độ chất của xe đẳng cấp và đặc biệt là đảm bảo cho các bác là không phải lo đến chuyện đăng ký đăng kiểm. Đấy, kính zin này. À, kính zin. Con này thì hạn đăng kiểm thì đến tận tháng 12 năm 2021 cơ. Vâng, lốp của xe thì sử dụng đều là sử dụng lốp Duolo Briton. Và thưa quý vị các bạn là cái dòng này thì con này ví dụ như thế này là lốp 2021 luôn. Vâng, lốp mới tinh đầu năm luôn. Đấy, la răng rất dày, ta lông còn ngon ngật. Và lốp này thì sử dụng vành la răng 18 inch. Vâng, la răng phay 18 inch 6 chấu kép, đẹp xuất sắc với 6 quả ốc thì nét xuất sắc, không lỗi lầm, không đối thủ. Và cái này là nha la răng nhôm phay, các bác nhìn rất là đẹp luôn. Phanh đĩa này các bác này, phanh đĩa đều nét luôn. Con này thì lăn bánh được 8 vạn rồi. Thế nên là về chất lốp thì chắc chắn là các bác là không thể có quả bảo là đều là zin được, có thể quả cũ quả mới. Vì căn bản con này chủ cũng đi khá là nhiều, bác ấy thường xuyên đi công trình. Thế nên là tầm 8 vạn thì các bác ấy thay lốp là chuyện bình thường ạ. Vâng, thế còn cản cái bệ để chân, các bác nhìn bệ để chân ạ. Vâng, cái chỗ này thì nó hơi bị xấu một chút do là tay lái lụa nên là hơi chạm va chạm nhẹ thì cái này không vấn đề gì. Cái này thì có thể một là thay mà hai là nắn chỉnh nhẹ nhàng cho một chút. Vâng, đấy, bầu gương này các bác nhìn, bầu gương nét đẹp luôn, đều luôn. Và con này được chủ cũ người ta gắn thêm cái ốp chrome, tránh cái mất trộm gương nhá các bác nhá, tránh bẻ trộm gương. Thời nay thì người ta cũng chả bẻ trộm đâu, nhưng mà thôi cẩn thận vẫn hơn. Đấy, gương cầu, gương bầu gương rất là to, khả năng quan sát rất là tốt. Đấy, nói chung là về chất xe thì khá là ngon, đều chắc chắn. Đấy, tappy thì các bác nhìn này, tappy cửa này đều luôn, đều. Đấy, sơn xi đều, ốc còn nguyên chưa hề tháo mở. Đấy, keo chỉ này, keo chỉ zin luôn đấy các bác nhé, keo chỉ xe zin không lỗi lầm. Đấy, tappy nhựa sạch sẽ. Đấy, phần da này sờ nó vẫn còn nì và chỉ trước các thứ của nó vẫn còn ngon. Đấy, các cái phím bấm thì rõ ràng. Đấy, kính điện lên xuống hoạt động hoàn toàn ok. Và tất cả kính của xe thì cũng đã được dán phim 3M cách nhiệt, dòng phim của Mỹ nha các bác nhé. Thế nên là về độ chống tia UV tử ngoại hay là chống nắng của xe thì rất là tốt. Hôm nay một ngày thời tiết khá là đẹp, quay xe rất là tốt luôn, rõ ràng, nhìn rất là dễ cho các bác luôn. Đấy, và ghế này, ghế của chiếc xe là bản quay chắc nên là ghế chỉnh điện luôn các bác ạ. Và ghế chỉnh điện hoạt động hoàn toàn ok. Đấy, ghế quay chắc thì bao giờ nó cũng là da bên ngoài và bọc nỉ bên trong. À và đấy, rất là đẹp. Xăm vải, vải, xin lỗi quý vị các bạn. Vâng, vải. Đấy, thế còn trần nỉ của xe thì siêu sạch sẽ luôn. Quý vị các bạn nhìn rồi, rất là đều luôn. Đấy, tay cần số thì tương đối khá là mới, tuy 8 vạn đây nhưng mà da của nó vẫn còn ngon. 8 vạn này. Đây, ghế chỉnh cầu này. Thế còn khóa cầu, rồi chống trơn trượt, đổ đèo ngang dốc. Hệ thống điều hòa của xe thì là auto thôi, chỉ bằng một nút bấm này thôi là auto full cả xe rồi. Và điều hòa phân hai vùng luôn, rất dễ dàng sử dụng và tiện lợi. Các bác có thể điều chỉnh ở đây, hoặc là các bác đây là âm thanh nhé, điều chỉnh âm thanh, còn gió điều hòa các thứ thì ở đây. Âm thanh thì toàn bộ cụm play ở đây hoặc là bên này. Đấy, màn hình sinh 3 hỗ trợ giải trí rồi hỗ trợ rất nhiều chức năng tích hợp ở trên chiếc xe này. Cái này thì các bác mua về thì các bác nghiên cứu thêm thôi. Nó cũng có nhiều cái tính năng áp dụng hiện đại của trên chiếc xe, đặc biệt là những cái chức năng định vị rồi những cái chức năng cơ bản dẫn đường các thứ đầy đủ. Đấy, rất là nhiều chức năng được cài ở trên cái màn hình sinh 3 này. Đấy, và hỗ trợ điều khiển giọng nói âm thanh đầy đủ luôn các bác nhé. Vâng, và các cái phím tích hợp ở trên đây, vô lăng này, tích hợp điều khiển cruise control, ga tự động này, rồi các cái phím tích hợp thì đương nhiên là đầy đủ rồi. Vô lăng cần số của xe thì cũng tương đối thôi, tay bác ấy hay sờ vào đây nên chỗ này hơi bị sầy một tí. Thế còn nói chung là da của xe thì sờ rất là mềm, mượt, chắc chắn. Và đặc biệt là phần trước này các bác ơi, phần trước là bọc da nhé. Vâng, bọc da, nội thất của quay chắc thì bao giờ nó cũng bọc da. Đấy các bác ấy, sờ nó rất là mềm luôn, có độ mềm rất là cao. Đấy, và đây các bác nhìn đều luôn. Đấy, phần nhựa của xe thì vẫn còn bóng, độ sáng bóng ngon ngật. À, gạt mưa gạt kính đầy đủ, nước lôi phun phè phè đầy đủ luôn. Đấy,
Đèn thì hỗ trợ chỉnh 4 chế độ và cũng có chế độ auto đầy đủ luôn, không thiếu một cái gì cả. Đấy, góc mở đèn này, độ dọi đèn đây, các bác nhìn nhá. Độ dọi đèn này các bác có thể bấm vào đây, sau đó các bác điều chỉnh như này. Đấy, cũng rất là tiện lợi luôn. Độ điều chỉnh đèn sáng hay là đèn tối đây, đều luôn. Đấy. Thế còn về nội thất bên ghế đằng sau thì các bác nhìn ạ, nội thất ghế đằng sau cũng ở vai chắc rất là đều luôn. Nội thất Isofix. Vâng, dòng nội thất được Ford nó đặc biệt là sử dụng cho những cái bộ nội thất của thằng Whitechuck. Vâng, nội thất Isofix thì khá là ngon. Chất da thì xịn sò, nỉ vải các thứ đầy đủ đẹp luôn. Và keo chỉ mượt mà đều luôn này. Đấy, dòng này thì được cái là gầm cao máy thoáng, hỗ trợ đầy đủ các cái chức năng. Và con này thì sử dụng nắp thùng của MGC Caponi nhé các bác nhé. Vâng, nắp thùng cao theo đúng form của hãng luôn. Đấy, lốp ở đằng sau thì sử dụng lốp Duro Briton. Và quý vị các bạn có thể nhìn là lốp cũng tương đối khá là mới, lốp này 2019. Vâng, 2019 dày bịch luôn. Lốp rất dày. Vâng, nói chung là chủ đi con này thì cũng tương đối là nhiều, 8 vạn thì cũng không phải là ít. Thế nhưng mà được cái là bác ấy giữ gìn nên là bác ấy thay lốp định kỳ luôn. Quả nào mà nó hỏng vì người ta đi đường nhiều, đồi núi nhiều ấy ạ. Vâng, nên là lốp láp là cứ phải chuẩn. Thế còn cản sau thì các bác nhìn này, cản sau đều luôn, đều theo chất sơn luôn. Đấy, không lỗi lầm. Đấy, cản sau này, đều luôn này. Đấy, hệ thống đèn phanh, đèn lùi, đèn hậu của xe. Đấy các bác nhìn ạ, đều luôn. Nó đèn nó không hề có rạn nứt, không hề gãy vỡ, đều khắp cả xe. Vâng, bên này cũng vậy ạ. Bên tài như bên phụ. Đấy, và nắp thùng rời của xe đây các bác ạ. Vâng, mở ra nó rất nhẹ nhàng. Đấy, và có ti chống thủy lực rất là ok luôn. Đặc biệt là các cái phần ốc của xe thì chưa hề có tháo gì nhá các bác. Đây, ốc này, ốc của nắp thùng này. Đấy, xe zin nguyên bản từ hãng luôn. Đấy, từ nhà sản xuất luôn. Các cái phần ốc thì vẫn còn nguyên dấu đây. Đấy, sàn thùng đây các bác nhìn ạ. Vâng, sàn thùng này đều luôn, các cái keo chỉ đều, không lỗi lầm. Đấy, và sàn đây, các cái phần sàn nhựa sàn này, các cái phần đinh hàn của nó còn nguyên này. Vâng, nói chung con này cũng là để đánh giá thì em đánh giá khoảng tầm 90% so với xe mới thôi. Người ta cũng dùng tương đối khá là nhiều năm rồi nên là không tránh khỏi những cái khiếm khuyết. Và đây bác ấy còn làm thêm một cái nẹp bằng cao su rất là dày luôn, xốp dày, nó cứng để đảm bảo là không có hề va đập va chạm khi mà sử dụng. Đấy, răng cao su ngon ngặt luôn này, các bác nhìn đều luôn. Đấy, nó đảm bảo cái độ kín khít của cái nắp thùng này luôn. Đấy, đây này, người ta đã dán hết rồi. Đấy, rất là chăm chút cho chiếc xe, đặc biệt là cái khoang thùng này các bác nhìn này, có một cái gì ở kia các bác có nhìn thấy không? Đấy, đây này, đấy, một cái que hàn các bác ạ. Vâng, chủ cũ là một cán bộ của một công ty chuyên hàn xì chắp vá. Đây này là bác ấy chở đồ chở đạc các thứ đầy đủ luôn, không có gì. Đấy, nắp thùng vai chắc thì sạch sẽ xịn sò. Đúng là người cơ khí có khác, người ta chăm chút xe tương đối khá là ngon đấy. Vâng, lốp bên này thì sử dụng lốp 2019 tuần 33. Vâng, các bác nhìn la răng này, la răng 18 inch, khỏe chắc chắn. Đấy, ốc sáng loáng luôn. Ta lông còn ngon ngật. Đấy, ta lông còn rất là ngon. Đấy, và rãnh lốp này. Đấy, ngon ngờ, đều luôn. Đấy, cua lốp này, rồi dạng sắt xi này, giảm sóc này. Đấy các bác nhìn nhá. Vâng, nói chung là rất là nét và không hề lỗi lầm. Đấy, lốp sơ cua thì đã mòn theo thời gian. Lốp sơ cua này chắc là thay từ quả cũ của xe vào. Đấy, đây các bác nhìn ạ. Vâng, cũng đã mòn rồi. Cái này không vấn đề gì. Gầm thì sáng láng, sạch sẽ, không hề mục mọt nhé các bác nhé. Vâng, nói bán tải đến tầm này mới có 4 năm rưỡi rồi mà lại bỏ mục thì nghe nó hơi vô lý. Nhưng mà nói chung là đấy, có sao bán vậy. Và xe thì chất không lỗi lầm nhá, không mục mòn đâu. Đấy, tapi phần da này, sờ rất là mềm luôn. Kính điện lên xuống hoạt động hoàn toàn ok, điều chỉnh trên tất cả các kính. Vâng, keo chỉ mượt mà đều tăm tắp. Keo chỉ rất là mượt luôn, đều luôn, sạch sẽ luôn. Đấy, nội thất bên trong thì các bác nhỉ, rộng rãi luôn này. Trần nỉ đen xì, sạch sẽ. Đấy, cửa đóng mở rất là chắc chắn. Đấy, nội thất thì đã bảo các bác rồi, zin nguyên từ nhà sản xuất, một chiếc xe bản quay chắc đẹp. Đấy, máy số mượt mà. Đấy, máy dầu chạy thì vô đối luôn, không đối thủ.
Máy dầu 3.2 dòng này thì nó rất là khóa hỏng nhá, nó không như dòng 2.2 đời trước. Vâng, 2.2 hay bị lỗi. Thế nhưng mà 3.2 thì dòng bản full quay chắc này thì rất là ngon, ngon ngật luôn. Các đấy, hộc đồ rộng rãi. Đấy. Táp lô này, táp lô da sờ rất mềm luôn. Đấy, có túi khí luôn các bác nhé. Đều màn hình sinh ba xịn sò. Đó. Rồi, ta sẽ đi đến khởi động động cơ các bạn. Sao này. Tầm em review này rất nhiều bác gọi điện. Vâng, rất vui khi được các bác quan tâm đến Vũ Duy Auto nhiều như vậy. Đấy, ta sẽ con này thì có một cái thiếu sót, nó là vẫn sử dụng chìa khóa cơ thôi, không có gì. Ta sẽ để nổ chiếc xe nào. Đấy, máy dầu 3.2 đề phát lên ngay, máy số mượt mà không báo lỗi. Và các bác nhìn này, 80.000 zin. Đấy, máy thì không báo lỗi một chút nào cả. Rồi, bây giờ ta sẽ cùng mở lắp capo, kiểm tra khoang động cơ của chiếc xe. Sau đó ta đến phần khung gầm. Máy dầu thì đương nhiên là nó sẽ hơi âm thanh độ to rồi một chút. Con này sử dụng động cơ công nghệ TDCI. Vâng, động cơ khá là mượt mà, êm, chắc chắn, khỏe của Ford. Và Ford quay chắc thì bao giờ là cũng là một bản máy dầu 3.2 nên là máy nó tương đối khá là to, chắc chắn, hầm hố, và máy số thì vẫn còn zin. Đấy các bác này, zin từng con ốc luôn này. Đấy các bác nhìn kỹ nhá, zin từng con ốc luôn. Động cơ thì chạy tương đối khá là ngon. Turbo đây, đây là turbo của xe. Đấy, turbo ép khí thải ra để nạp vào của xe rất là mượt mà luôn. Và máy thì chạy tương đối khá là ngon, chắc chắn, tiếng thì đập rõ ràng, không lỗi lầm. Và đây các bác nhìn này, các cái phần sườn ốp của xe đều luôn này, không hề lỗi lầm nhá. Xe thì không có lỗi lầm gì luôn. Đấy các bác nhìn này, rất là đều luôn, các cái lỗ tròn đều. Đấy, sạch sẽ. Tai đèn này không hề có lỗ lốt nào luôn này. Đấy, xe là không đâm đụng nhá. Cam kết cho các bác là không hề đâm đụng, không hề ngập nước, máy số vẫn còn zin. Đấy. Các cái phần sườn ốp đằng trước đây. Đấy các bác nhìn này. Đấy, sắt xi này, đẹp luôn này. Đấy, sơn sắt xi đẹp. Đấy. Keo chỉ capo nét căng luôn. Và con này thì sử dụng hệ số tự động, hộp số tự động 6 cấp nhá, nên là cái mức độ sang số của nó rất là mượt mà luôn, êm luôn, gần như là không nghe thấy gì. Đấy, máy số thì chạy cực kỳ êm. Nước làm mát màu đỏ nét căng. Và ta kiểm tra phần gầm. Các bác nhìn gầm này, gầm sáng láng sạch sẽ luôn, không có lỗi lầm. Gầm bệ con này rất là chắc luôn. Gầm sáng luôn. Đấy các bác nhìn nhá, gầm cao thoáng, không bị quạt này. Đẹp luôn này. Được, nói chung là một chiếc xe cũng tương đối để gọi là đẹp so với xe mới, thì con này đã được đánh giá tầm khoảng 7 điểm rưỡi đến 8 điểm cho một chiếc xe nét. Vâng. Và gầm bệ thì cao thoáng, sạch sẽ. Dòng xe mượt mà. Đấy, sắt xi đen xì. Đấy, nói chung là hộ anh luôn đi. Nói chung là với cái mức độ tiêu thụ nhiên liệu cũng như là mức độ hot rồi gầm bệ thì đây là một mẫu xe khá là lý tưởng cho quý vị các bạn luôn. Quay à? Đang quay. Đang review. Đang quay. Anh quay. Đây bây giờ ta sẽ cùng đánh võng chiếc xe này để trải nghiệm. Ôi giời, hộp số tự động 6 cấp, nói thế thôi nhưng mà đề phát khỏe. Đạp ga nhẹ nhàng cái cũng lên. Đấy. Đây là em đạp ga nhẹ đấy nhá. Và xem nào, kiểm tra xem còi nó có to không. Ui, còi to dã man. Đấy, và đây, bên nhà em rất nhiều xe nhá. Các bác tha hồ đến lựa chọn và xem. Lái rất nhẹ nhàng, hệ thống lái của xe trợ lái rất nhẹ nhàng luôn, không lỗi lầm. Đấy, và khi mình lái này thì cái độ đầm chắc nó không hề có rung lắc này, không hề có sự bồng bềnh, và cảm giác lái cái dòng bán tải cao này thì nó rất thoáng. Và những bác nào yêu thích cái dòng xe này thì alo ngay cho em Fuji Auto qua số điện thoại 0869 158926, cửa hàng em tại Thủy Nguyên, Hải Phòng. Rất vui khi được các bác đến ghé thăm.
Vâng, Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng ạ. Và một chiếc xe Ford Wildtrak 2016 bản máy dầu 3.2 đẹp xịn xò mà không chói lóa. Rất vui khi được các bác đến test xe, trải nghiệm. Vâng. Và cũng cảm ơn các bác quan tâm theo dõi chia sẻ với chúng tôi xe ô tô. Xin chào tạm biệt các bác, hẹn các bác ở những video tiếp theo và chọn cho mình được chiếc xe tuyệt vời nhất. Xin chào. Và đây là em Bằng Auto. Xin chào mọi người nhá. Xin cảm ơn quý vị các bạn. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị các bạn ở Vũ Duy Auto.